Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Trà Giấy Hồng Phước. Hôm nay mình chia sẻ cho bà con về cái con dế khi nào thì nó chuẩn bị lên đẻ ha bà con, và cách nhận biết là con dế nó chuẩn bị lên đẻ. Thì hôm nay sẵn có cái ô dế của mình nó lột cách đây 3 ngày. Thì mình chia sẻ luôn cho bà con xem. Thì để tôi đứng đây tôi nói luôn. Thì bà con nhìn tổng thể cái ô dế ha. Thì để mình biết cái con dế nó sắp đẻ thì mình nhận biết là con dế nó lột. Thì con dế thường thì đến một cái độ tuổi nó trưởng thành. Thì mùa này á nghe bà con, vào mùa này của mùa hè ở miền Nam, mùa nắng của miền Nam mình á, thì con dế nó phát triển rất là nhanh. Thì nó khoảng 45 ngày là nó lột rồi bà con. Đó. Còn nếu vào mùa lạnh mùa đông á thì con dế nó khoảng 60 ngày nó mới lột. Đó. Còn con dế mùa này thì nó khoảng 45 ngày à. 40 45 ngày. Thì ô dế của mình hôm nay thì nó đã lột cách này 3 ngày rồi. Bà con nghe nó gáy gầm gan ha bà con. Đó, gáy gầm gan này. Đó, nó đang gáy gầm gan này. Thì để bà con nhận biết nó thì buổi chiều bà con cho nó ăn. Thì con dế nó lên nó ăn. Mình quan sát con dế. Mình quan sát cái con dế mái nè. Cái bụng nó gần to. Thì cái ô dế này nó chỉ mới lột cách đây 3 ngày thôi bà con, thì có một số con chưa lột nữa nè ha bà con. Thì một số con nó đã vừa lột xong. Thì bà con nhìn á, con dế nó mới lột á là cái cánh nó, cái màu nó hơi sáng màu. Hơi sáng màu. Thì cái này nói nó cũng nôm na thôi bà con, chứ bà con phải nhìn tận mắt á thì bà con mới biết rõ. Ở đây thì tôi nhìn quen rồi nè. Con dế tơ nè, đó, dế tơ nè, cái cánh nó non lắm, nhìn nó non lắm. Rồi cái bụng đó bà con, đặc biệt là cái bụng đó, thì nó chưa có căng tròn, nó chưa có căng trứng. Đó, cái bụng những con dế mái nè, đây sẵn có hai con trống con mái để tôi cho bà con xem luôn. Thì con ở trên này á, con ở trên này nè, là con trống, còn con ở dưới này nè, là cái con mái. Thì cái con trống á, là nó... cái cánh của nó là nó có vằn vện hay bà con. Còn cái con mái là cái, không biết bà con có nhìn rõ không, à, lấy nét này nè. Cái con mái cái cánh nó rất là trơn nhẵn bóng. Đó, thì bà con nhìn con mái đó. Đây cũng có hai con trống, hai ba con trống nè, à, bà con nhìn là bà con thấy rõ. Con trống thì cái cánh nó vằn vện, cái đầu nó to, cái đít nó nhỏ. Còn con mái thì nó ôm trứng, nó có cái kim đấy ha bà con. Con mái nó có cái kim, con trống thì không có cái kim. Nè, cái kim sau cánh đó nè. Để tôi cho bà con xem. Đó, con mái nó có cái kim đen đen đó, bà con thấy không? Đó, con mái nó có cái kim đen đen. Còn con trống nè, ví dụ như con trống này nè, bà con nhìn nè. Thì nó không có kim. Nè, còn con mái thì nó có cây kim. Đó. Thì con mái nó sẽ ôm trứng. Thì bà con nhận biết là con dế á, nó lột xong thì nó lột khoảng 3 ngày. Đó, thì nó sẽ lột xong, nó lột tương đối tốt thì nó lột khoảng 90-95% á. Thì ô dế nó rất là tốt, thì bà con để giống. Nó, sau khi nó lột xong á thì nó sẽ lên ăn rất là mạnh ha bà con. Đó, nó ăn cực kỳ mạnh luôn. Nó ăn để nó tạo trứng á bà con. Rồi nó ăn rồi thì sau khi lột xong là khoảng trong vòng khoảng 5 ngày thì cái ô dế nó sẽ gáy, nó gáy đều hết luôn. Rồi sau đó là con dế mái nó sẽ tìm cái ổ để nó đẻ, là nó bay hoặc là nó bò xung quanh cái thành chuồng đó bà con. Nó bò gỗ hết xung quanh cái thành chuồng, là nó để mục đích là để tìm ổ nó đẻ. Thì lúc này thì bà con đưa vô cho con dế nó đẻ. Đó, thì cái ô dế này thì chỉ có mới mới có lột thôi. Thì mình
mình chưa có cái ô nào nó đang đẻ hiện tại, thì nó đẻ nó dứt rồi thì mình chưa kịp để chia sẻ. Thì nói nôm na cho bà con để bà con mình có nhận định về cái con dế nó chuẩn bị đẻ. Để một số bạn hỏi á, một số anh em hỏi tôi á, là con để cách cái nhận biết mà để con dế nó chuẩn bị lên đẻ đó, thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ cho bà con để bà con mình cùng cùng nhau mà rút kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi đó. Thì nói chung con dế này nó cũng đơn giản lắm bà con, nó không có gì mà phức tạp. Người này nói thế này, nó cao siêu thế này thế nọ, thật chất nó không có cao siêu gì lắm. Thì con dế nó rất là đơn giản, mình nuôi nè sạch sẽ nè, khô ráo thoáng mát, đừng có chuột bọ hoặc là con vật này vật kia nó vô nó phá, là bảo đảm với bà con là nuôi con dế nó thành công, đơn giản cực kỳ. Lúc trước thì tôi cũng là một người tay ngang thôi, thì tôi nuôi, tôi bắt tay vô tôi nuôi, thì sau khi nuôi mình mới đúc rút kinh nghiệm, mình nhận được những cái chia sẻ từ những người chơi đi trước, và mình rút kinh nghiệm từ bản thân nữa. Những cái lứa dế sau này của mình thì mình nhận định rất là tốt đó. Thì cũng chúc bà con mình đạt nhiều cái thành công và chăn nuôi nó thuận lợi và phát triển, và trước tiên là tạo cái nguồn thu nhập cho gia đình, và cái thứ hai là phát triển cái ngành chăn nuôi của mình mạnh hơn ha bà con. Chúc bà con thành công, chào bà con.